Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai ạ. Hôm nay nhà vườn Nguyễn Ngọc em lên clip mới bao gồm về giấy nữa theo cô chú anh chị, đa dạng mặt hàng. Dạ, bao gồm như là giấy ghép nhiều màu ạ, ngũ sắc, cẩm thạch bonsai. Hôm nay em lên bonsai nhiều nha quý cô chú anh chị. Phần cuối clip thì em giao lưu với là hai cây trắng tiết lớn ha. Dạ, số điện thoại của em là 0799667521 là số Zalo của em ạ. Địa chỉ của em ở Hòa Thành, Lai Dung, Đồng Tháp. Dạ, em không mất thời gian nữa là em vô luôn cây số 1. Cây số 1 là một cây ghép được 5 màu nha quý cô chú anh chị. 5 màu, 5 màu siêu bông ha. Thứ nhất là màu này là màu ghép pizza đỏ, rất là siêu bông luôn. Còn cái này là tím quế của mình nha cô chú anh chị. Tím quế của mình rất là siêu bông ha, không có dòng nào qua bằng cái dòng tím quế này hết trơn à. Siêu bông cực kỳ luôn ạ. À, thứ ba là tím tiết, thứ tư là trắng tiết. Còn cái màu giống này là màu green bát nha quý cô chú anh chị, bin bin bát ha. Cái giống này, cái màu này nó rất là đẹp nha, cái chỗ càng ngày càng đậm, cái màu hồng nó đậm lên ha. Đây, cây cây thì dáng bonsai nha quý cô chú anh chị. Sổ đế thì sổ đế này rất là cao ha, để em đo hảo cái sổ đế cao cho cô chú anh chị mình xem tham khảo nha. Rồi, sổ đế em đo từ ở trên đây mà xuống cái mặt phân của mình nó là 60 nha quý cô chú anh chị, rất là cao luôn ha. Đây em xem một vòng của chú anh chị mình ha, cái này mình chơi bonsai rất là đẹp luôn ạ. À, gốc này rất là già gốc rồi nha quý cô chú anh chị, gốc là gốc ghế Mỹ nha, đa số bên em là gốc ghế Mỹ. Đây, chi cành thì nó rất là cũng là đều ha. Cái này mình được 5 màu. Dạ, mã số 1 có chiều cao là 1m1, tán ngang là 90, hoành là 32 ạ. À, hai tay nè cô chú anh chị, cái củ đế này hai tay em chụm lại không giáp củ đế luôn ha. Cái cổ đế nè, cổ đế là 32 nha quý cô chú anh chị. Rồi, mã số 1 này em xin giao lưu là 900 ngàn nha quý cô chú anh chị. 900 ngàn là em bao gồm phí ship, em bao ship toàn quốc ha. Khi ship là em sẽ ship luôn nguyên chậu cho mình ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 2. Cái này là cũng được 5 màu nha quý cô chú anh chị. Dạ, giấy thì em cũng nhắc luôn nha. Cái giấy thì trong quá trình vận chuyển bên bưu cục thì nó khô bậu nha quý cô chú anh chị và nó hầm hơi nữa ha. Nó sẽ rụng bông và rụng lá nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thông cảm cho nhà vườn ha. Dạ, đây là cái cũng là được 5 màu. Tím tiết, bin bát và tím quế. Ghép bi da đỏ, cái màu rất là tươi nha cô chú anh chị. Và trắng tiết, ba năm cái dòng bông này rất là siêu siêu hoa nha. Đây là cái thằng nó em bớt nè, rất là đẹp. Đế thì đế đặt nha quý cô chú anh chị, đế này đế sổm đế đặt cái này ha, đế rất là quái luôn. Cái phôi đế này, cái cây này gốc rất là già nha quý cô chú anh chị, nó găng nè. Em đo hảo thử cái củ đế nó ha. Dạ, ở đây là 59 nha cô chú anh chị, gần 60 em cãi 59 ha. Hai tay em chụm là cô chú anh chị, không giáp bộ đế luôn nha. Rồi, mã số 2 có chiều cao 1m, tán ngang 90, hoành 26. Rất là nổi luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, mã số 2 này em xin vô lưu là 800 ngàn, em bao ship cho cô chú anh chị mình tới nhà luôn nha. Theo là mã số 3. Cây này thì được là 4 màu với cô chú anh chị. Cây này 4 màu. Tím quế, tím tiết, trắng tiết và ghép bi da đỏ. 4 màu này nó rất là nổi luôn ha. Đây, nó đang chỗ bông rất là rộ luôn nha. Đế à, đế đồ sổ này cũng cỡ tầm 40 mấy 50 nha quý cô chú anh chị. Đế rất là lực luôn ha, rất là quái luôn ạ. À, mã số 3 có chiều cao 1m1, tán ngang 90, hoành 31. Mã số 3 này em xin giao lưu là 900 ngàn, em bao ship cho cô chú anh chị mình chơi ạ. À, tiếp theo là mã số 4. Cây này cũng được 4 màu. À, trắng tiết, tím tiết và tím huế và ghép bi da đỏ.
Cây này chân dài nha quý cô chú anh chị, sổ đế rất là cao luôn ha. Sổ đế này cũng 60 nha quý cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn nè. À. Co đường co lắc lượng nha. Đây. Này mình chơi bonsai rất là đẹp luôn nha. Rồi mã số 4 có chiều cao 1m, tán ngang 80, hoành là 27. Mã số 4 này em xin giao lưu là 900.000 em bao ship ạ. À. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Cái này là em lên tím tiết siêu bông nha quý cô chú anh chị. Cái dòng tím tiết này thì nó rất là siêu bông. Bông thì nó xây chuyền quanh năm nha. Nó tàn sẽ là nó sẽ lên nụ khác nha quý cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị mình muốn cho tàn tròn đẹp thì mình cứ tỉa mấy nhánh dài này mình cho nó tròn đều ha. Cái này là một rễ lắc lượng nè cô chú anh chị. Sổ đế là sổ đế cao, một rễ của nó lắc lượng luôn, rất là lớn. Cây nhìn cây rất là quái nha quý cô chú anh chị. Mã số 5 có chiều cao 1m, tán ngang 80, hoành 28. Mã số 5 này em xin giao lưu là 700.000 em bao ship cho mình ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 6, cũng vẫn là một cây tím tiết ạ. Cây này bonsai nào cô chú anh chị, bonsai rất là đẹp luôn. Cây thì tím rất là ngọt nha. Cái màu rất đẹp. Rất là siêu bông mà. Cái dáng này rất là quái nha quý cô chú anh chị. Cái này cái sổ đế này nó cũng cao nữa nha. Sổ đế này chắc cũng cỡ tầm 40 mấy 50 ạ. Nhìn cái dáng rất là có duyên nha quý cô chú anh chị. Đế sổ. Mã số 6 có chiều cao 80, tán ngang 75. Hoành của nó là 20. Cô chú anh chị mình coi có độ bông của nó ha. Rất là siêu bông luôn nha. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu là 600.000 em bao ship cho mình ạ. Dạ tiếp theo là em lên mã số 7. Cái này là em lên cẩm thạch tím siêu bông. Dáng bonsai này là cũng sổ đế cao quý cô chú anh chị. Mình về mình mua cái chậu kiểu mình trưng vô cái lát nhìn cái cây rất là đẹp ha. Tím này là tím đậm của mình nha. Nó đang chỗ nụ nè cô chú anh chị ha. Nụ ra đang ra rất là nhiều. Cái này hàng này cũng là hàng chân dài, chân cao nha quý cô chú anh chị. Dạ, này là em kể 50 nha. Đây, rất là quái luôn ạ. À. Mã số 7 có chiều cao 85, tán ngang là 60, hoành của nó là 21. Tàn thì nó rất là dày nha quý cô chú anh chị, nụ thì nó ra rất là nhiều luôn nè. Rồi mã số 7 này em xin giao lưu là 600.000 em bao ship cho mình ha. Dạ tiếp theo là mã số 8. Cây này cũng là cây chân dài rất là có duyên nha quý cô chú anh chị. Đây cây nè, hàng út nụ nè cô chú anh chị. Cẩm thạch tiết siêu bông này thì cô chú anh chị mình cũng đã quen thuộc quá rồi ha. Nó rất là dòng này rất là siêu bông luôn ạ. À. Lấy sổ dài. Cái này là 56 ha. Đế quái nha quý cô chú anh chị. Nó uống lượng với nhau hết trơn luôn nha. Đế rất là đẹp ạ. À. Mã số 8. Có chiều cao là 85, tán ngang 60, hoành của nó là 19. Rồi mã số 8 này em xin giao lưu là 600.000, là một cây bonsai cẩm thạch tím siêu hoa nha. Nụ rất kẹo là nụ nha. Rồi. Tiếp theo là mã số 9. Cái này bonsai lùn nhau cô chú anh chị. Đế rất là quái nha. Đây nè, nụ cái độ nụ của nó nè cô chú anh chị mình thấy không? Mỗi tay cành ra là mỗi một chùm nụ của cẩm thạch tím siêu bông của mình ha. Đây, đế rất là quái nè cô chú anh chị. Đế rất quái luôn. Cái này là do này là vết chạy thôi nha quý cô chú anh chị. Vết chạy là sao? Vết chạy là cũng như là mình làm cọ nhau hay là mình ấy là nó chạy chứ không phải là tự bung nha. Rồi, mã số 9 có chiều cao là 60, tán ngang là 55, hoành của nó là 19.
Mã số 5 này, ủa mã số 9 này em xin giao lưu là 500 ngàn nha quý cô chú anh chị, dáng bonsai rất đẹp ha. Cái cây này rất là quái nha quý cô chú anh chị, cái dàn đế của nó rất là quái luôn ạ. Em bao ship ạ. Và tiếp theo là mã số 10, cũng gắn là một cây cẩm thạch tím siêu bông dáng bonsai của mình luôn nha. Cây này có một cục đế đây nè, rất là lớn luôn, nó gọn lại một cục mà cô chú anh chị, nhìn rất là quái luôn ha. Đây, tím là tím bên em này là tím đậm nha quý cô chú anh chị, đây là cái màu tím của nó rất là đậm luôn ha. Mã số 10 có chiều cao là 65, tán ngang 60, hoành 23. Mã số 10 này em xin giao lưu là 550 ngàn, em bao ship nha quý cô chú anh chị. Đây nè, cục đế, một cục đế của nó nè. Rồi. Tiếp theo là mã số 11, cũng vẫn là một cây bonsai cẩm thạch tím siêu hoa. Cái vàng bông, cái này mà nó chỗ bông rộ lên là nhìn cái cây rất là nổi nha quý cô chú anh chị, toàn thấy màu tím không ha. Phân tàn thì nó rất là dày. Cây này đế rất là đặc luôn, vái nó thắt như là thắt bính với nhau luôn ha, nó ngồi dưới đây một cục dưới đây luôn. Cái cây này nó rất là già gốc rồi nha quý cô chú anh chị, là nó nứt ra nè. Mã số 11 có chiều cao là 65, tán ngang 60, hoành 20. Mã số 11 em xin giao lưu là 500 ngàn, em bao ship ạ. À. Dạ, tiếp theo là mã số 12. Cái này là em lên cây ngũ sắc thái nha cô chú anh chị. Ngũ sắc thái 5 màu. Cây nhìn dáng rất là đẹp luôn ạ. Nhất, em cái màu ha. Đây là trắng phớt hồng. Ồ. À, đây là màu cam. Đây là màu hồng sắc pháo. Và đây là màu vàng. Còn đây là màu đỏ. Nó ra đủ 5 mặt bông cho mình ha. 5 màu thái nha cô chú anh chị. Đế nè của chú anh chị, cây rất là đế, rất là đẹp luôn. Đế rất quái. Đế rất là sạch sẽ nha cô chú anh chị. Cây này mình trưng cái chỗ mà không gian gọn gọn, mình trưng rất là vừa chơi ha. Hay là ban công hay là lan can gì đó. Rồi mã số 12 có chiều cao 1m2, tán ngang 1m, hoành là 22. Mã số 12 em xin giao lưu là 600 ngàn, em bao ship ạ. À. Tiếp theo là mã số 13, cũng vẫn là một cây ngũ sắc thái 5 màu. Cây thì cái tông của nó, chị cành của nó ra rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó thẳng lên ha. Đây em cũng kể màu ra. Đây là màu vàng, màu đỏ, màu cam và màu trắng phớt hồng. Và màu hồng sắc pháo nha cô chú anh chị, cũng ra đủ 5 mặt bông ha. Phôn tàn thì nó rất là đẹp luôn nha. Đế quái nha cô chú anh chị, gốc đế thì nó cũng rất là già rồi ha nè, đế nó không còn, đế nó cong lắc lượng nè, đế nó còn chạc xuống dưới đây nữa nha. Rồi mã số 13 có chiều cao 1m2, tán ngang 1m, hoành 21. Mã số 13 này em cũng xin vô lưu là 600 ngàn, em bao ship ạ. À. Dạ, tiếp theo là mã số 14, cũng vẫn là một cây ngũ sắc thái luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này thì tàn rất là đẹp luôn. Đây, đây là màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu hồng sắc pháo và màu cam. Đây, màu cam trên nha cô chú anh chị. Ra đủ 5 mặt hoa ha. Cái dòng thái này là cũng vẫn là cũng là một cái dòng mà leo vàng nha cô chú anh chị. Xương tàn mà nó gom lên rất là đẹp. Đế thì đế sổ xuống mà đế quái ha, đế nó chạc cái tế ngoài này luôn nha. Đế rất là sạch sẽ luôn. Rất là lực. Rồi mã số 14 có chiều cao cũng 1m2, tới ngang 1m, hoành 21. Mã số 14 này em cũng xin giao lưu là 600 ngàn nha cô chú anh chị. Cái độ bông của nó nụ không nha. Cái này nó chỗ bông rộ ra là kính tàn nha cô chú anh chị. Cái dòng ngũ sắc thái này á, thì nó cũng rất là siêu hoa, siêu bông luôn. Tiếp theo là mã số 15 cũng vẫn là một cây ngũ sắc thái nha. 5 màu. Cây này có thoát độ thoát thân.
Dạ, đây là màu hồng sắc pháo, màu đỏ, màu trắng phớt hồng, màu cam và bên đây là màu vàng cho mình nha, đủ 5 mặt hoa. Cái này có độ thoát thân nha quý cô chú anh chị, cũng như là có tông một cốt thoát thân vậy đó. Nó cong lắc lượng, đế thì đế rất là xẻ và đế quái luôn nha. Rồi mã số 15 có chiều cao 1m2 tới ngang 1m, hoành 23. Mã số 15 này em cũng xin Zalo là 600 ngàn em bao ship cho mình ha. Ngũ sắc bên em là lô này là nó đang chỗ nụ không nha cô chú anh chị. Đang nụ ha. Cây này phân tàn đẹp nè. Nụ thì rất là dày luôn. Đây em phay một vòng ha, em cũng cải màu luôn nha. Màu cam nè. Màu hồng sắc pháo nè. Màu trắng phớt hồng nè. Màu đỏ nè. Và đây là màu vàng nè, cũng ra đủ 5 mặt hoa ha. Xương cành nó rơm lên nè cô chú anh chị. Đế này đế rất là quái nè. Đế sổ mà đế quái ha, đế nó chạc ra nha. Đế rất là sạch sẽ luôn nha. Mã số 16 của chiều cao cũng là 1m2, tấc ngang là 1m, hoành của nó là 20. Mã số 16 này em xin Zalo là 600 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi nha. Em cũng nhắc luôn nghe lại nha, cái dạ em bên em bao ship là nó sẽ rụng hoa rồi rụng bông nha cô chú, rụng lá nha cô chú anh chị, trong vòng nửa tháng 20 ngày cô chú anh chị mình chăm lại là nó sẽ ra đọt và ra lá lại bình thường ha. Rồi tiếp theo là mã số 17 cũng vẫn là một cây ngũ sắc thái luôn ạ. Cây này chi cành rất là nhiều luôn. Dạ, em cũng cấy màu, đây là màu vàng. Còn đây là màu cam, màu trắng phớt hồng, màu đỏ và màu hồng sắc pháo, cũng ra đủ 5 mặt hoa. Xương cành rất là đều. Cây này thì cái bộ đế nó hơi nằm hơi nghiêng, hơi bay ra tí xíu ha cô chú anh chị. Đế sổ ha. Rồi mã số 17 có chiều cao 1m2, tấc ngang 1m, hoành 21. Mã số 17 này em cũng xin Zalo là 600 ngàn luôn ạ. Em bao ship cho mình ạ. Tiếp theo là mã số 18 cũng vẫn là một cây ngũ sắc thái cho mình luôn ạ. Cây này cũng phôn tàn gom lên ha cô chú anh chị. Đây. Màu vàng, màu đỏ, màu hồng sắc pháo, màu trắng phớt hồng và màu cam, cũng ra đủ 5 mặt hoa luôn. Cây này cây đế cái dáng nó cũng hơi hơi đế hơi bay bay ra tí xíu nữa nè. Rồi mã số 18 có chiều cao 1m2, tấc ngang 1m, hoành cũng 21 ạ. À. Rồi mã số 18 này em cũng xin Zalo là 600 ngàn luôn ạ. À. Em bao ship toàn quốc ạ. À. Dạ, tiếp theo là mã số 19. Là em lên trắng tiết nha quý cô chú anh chị. Trắng tiết ha. Cây này cũng rất là lớn nha. Đây cái giờ dần tiết của nó rất là siêu bông là cô chú anh chị. Trắng tiết. Chỗ chín kín tàn luôn ha cô chú anh chị. Chi cành ra nó cũng ra rất là đều. Đế rất là quái luôn ạ. À. Đế sổ xuống ra tới ngoài này ha, nó chạc ra nè cô chú anh chị. Rồi mã số 19 có chiều cao 1m4, tấc ngang 1m2, hoành là 23. Mã số 19 này em xin Zalo là 900 ngàn. 900 ngàn là em bao ship toàn quốc cho mình ạ. Tiếp theo là mã số 20. Mã số 20 cũng là mã số cuối clip nha quý cô chú anh chị. Vẫn là một cây trắng tiết cho mình ạ. 19 20 là em được một cặp trắng tiết ha. Nó cũng tương đương với nhau ạ. Rất là siêu bông. Chi cành nó gom nha cô chú anh chị. Đế thì đế quái. Đế này rất là đẹp luôn. Cái tay em xè ra mà không giáp bộ đế của mình nha, rất là lớn ạ. Đế rất là sạch sẽ nha quý cô chú anh chị. Mã số 20 có chiều cao là 1m3. Tấc ngang là 1m2, hoành của nó cũng là 23 ạ. Mã số 20 này em cũng xin Zalo là 900 ngàn, em bao ship.
toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Đây em xem một vòng cô chú anh chị mình tham khảo ha. Dạ mã số 20 cũng là mã số cuối clip của nhà vườn ạ. Em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị gần xa ha, đã tin tưởng và ủng hộ cho nhà vườn của em ạ. Dạ em cũng rất mong cô chú anh chị sẽ ủng hộ nhà vườn em clip này ạ. Dạ em xin chào cảm ơn, hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.